chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong căn hộ, căn góc 2 phòng ngủ cộng 2 nhà vệ sinh. Căn hộ 69,5m2. Đây là căn hộ thuộc tháp S303 và tầng thấp nha các anh chị. View ban công trực diện về phía nhà phố Manhattan và Manhattan Glory. Đây là căn 2 phòng ngủ cộng thì có rất là thoáng. Đây rất là thoáng nè các anh chị. Và từ phía mặt của chúng ta đi vào, cửa vào thì bên tay phải là được bố trí các phòng ngủ. Và bên tay trái là bếp. Ở đây là khu vực bếp của chúng ta. Sau này về là chúng ta sẽ làm thêm. Và được tặng máy lạnh LG, 3 máy lạnh. Mỗi máy lạnh ở trong một phòng ngủ và một máy lạnh ở phòng khách. Đây là bên phía tay phải là phòng ngủ của chúng ta. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này sẽ được trang thiết bị, các trang thiết bị của Toto. Và nhưng không có kính nha các anh chị. Kính chúng ta giờ sẽ lắp thêm. Kính nhà phòng tắm đứng. Đây, đây là cái phần cộng của chúng ta. Đây là cái phần cộng thêm này. Diện tích cũng khoảng là 4m2. Các anh chị có thể làm thêm 4-5m2. Các anh chị có thể làm thêm một phòng ngủ nhỏ sau này nữa nếu mà chúng ta cần. Chúng ta có thể làm ngăn tường thêm. Và đây là cái lô gia. Lô gia chúng ta có thể phơi đồ ở đây. Cục nóng. Và chỗ để làm máy giặt. Ở đây phơi đồ. Và bên mé tay phải thì chúng ta đó chính là phòng ngủ lớn. Phòng ngủ lớn thì có view trực diện phía đường Nguyễn Xiển, Long Phước. Đây là đường Nguyễn Xiển, Long Phước này các anh chị. Là đường này sẽ đường lớn hơn so với đường xung song song mé bên kia của chúng ta. Chạy thẳng ra phía ngoài đây là của đầu đường khu vực Nguyễn Xiển. Phía bên kia là Manhattan Glory. Còn đây là Manhattan. Và phía này là phía sông Tắc. Thì phòng ngủ lớn chúng ta sẽ được tặng một máy lạnh bên trong. Và cũng là có trang thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ hết các anh chị. Và đối diện qua lô gia chúng ta thì về một phòng ngủ nhỏ hơn. Đây, nhưng phòng ngủ nhỏ hơn lại view đẹp hơn phòng ngủ master nha các anh chị. View về phía trường học. Ở đây là các dãy trường của chúng ta. Bên kia là S5, S501, S502 và S503 mé mặt ngoài. Còn phía xa hơn đó chính là khu Origami đang mở bán. Và Origami đang nhận booking phân khu S6 và S10, chuẩn bị mở bán thêm. Đây là view. View ở công viên này, khu đường này rất là đẹp mà các anh chị uốn lượn trực tiếp luôn. Đi xuyên qua khu Manhattan Glory. Cùng với đó là khu trung tâm thương mại, chúng ta sẽ có trung tâm thương mại ở đây. Và chúng ta có một cái tòa nhà cao ốc văn phòng 45 tầng điểm nhấn của Vin. Đây là tầng thấp nha các anh chị. Các anh chị nào mà có người thân lớn tuổi mà người ta không thích ở tầng cao á, thì hầu như đa số mình gặp khách hàng mà các chị lớn tuổi đều chúng ta không thích tầng cao, thì đây là cái căn rất là thích hợp nha các anh chị. Và đây là chúng ta sẽ chịu nắng sáng thôi. Bây giờ là Khoa quay vào lúc khoảng là 12 giờ trưa. Nắng sáng về hướng này. Đây là hướng nắng rất là tốt. Đây là phòng ngủ. Các anh chị nào đang quan tâm về Origami, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 6655 để được tư vấn thêm nha các anh chị. Hiện Khoa đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng Rainbow, Origami, Manhattan và Manhattan Glory.
Manhattan Glory hiện đang có khá là nhiều căn đẹp với các anh chị, hỗ trợ lãi suất cho vay cho tới 36 tháng 0%, ân hạn gốc 36 tháng luôn nha các anh chị. Mình đóng 20% thôi là đã ký hợp đồng mua bán và ngưng luôn trong vòng 3 năm. Và bây giờ quay trở lại căn hộ của chúng ta, đi ra khu vực phía phòng khách này các anh chị. Phòng khách thì rất là rộng ở đây, và đặc biệt là cái khu phòng ngủ cộng của chúng ta, phòng ngủ đa năng, ta làm được rất là nhiều việc ở đây, ngồi thư giãn ở đây, ngồi thiền, hoặc là cái góc làm việc cho bố mẹ hoặc là các con của chúng ta. Đây là cái view cũng là trực diện cùng với phòng ngủ. Và đây là phía ban công. Phía ban công này rất là mát nha các anh chị. Đây là thuộc tổ S303 nha. Đấy thì nhìn vô cái căn 2 phòng ngủ cộng này 69,5 m², vừa đủ cho chúng ta ở, khá là thoải mái. Tất cả các căn hộ như thế này đều đã ở dạng căn gốc. Tới đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Thì các anh chị nào có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng thì hãy liên hệ sớm với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Khoa bên hiện đang có rất là nhiều hàng của phân khu Origami. Origami 5 sao sẽ giao nhà. Manhattan vẫn còn một vài căn mà căn VIP nhất của dự án nha các anh chị, đó căn D2A62 là nằm ngay cổng chính của cái lối vào công viên ánh sáng luôn. Thì căn đó là 92,5 tỷ, nhà phố biệt thự. Đây là Glory hiện đang chuẩn bị cấp nóc rồi đó các anh chị, xây rất là nhanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Các anh chị nào thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình thì hãy vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới. Thì Khoa đang có rất là nhiều video clip mà đã up lên flycam tiến độ các dự án. Anh chị hãy theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.